Quý vị thân mến, không ít trường hợp vay tiền online trên mạng, tức là vay tiền qua app, rơi vào bước đường cùng vì lãi mẹ đẻ lãi con nên dẫn đến vượt quá khả năng chi trả, bị giằng mặt cũng như bị đe dọa đến tính mạng, làm ảnh hưởng tâm lý và có không ít người tìm đến cái chết để giải thoát. Vậy vay tiền online là gì và có nên vay tiền qua hình thức này không? Kính mời quý vị cùng theo dõi qua nội dung của câu chuyện ngay sau đây. Quý vị thân mến, những năm gần đây, rất nhiều trường hợp người vay tiền online, tức là vay tiền qua app, sa bẫy tín dụng đen, lãi cũ đẻ lãi mới, phải trả gấp nhiều lần số tiền vay mà vẫn không hết nợ. Một khách hàng từng vay tín dụng đen qua app kể lại: ban đầu tôi chỉ vay có 7 triệu đồng trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, số tiền thực tế mà tôi nhận được chỉ có 4,3 triệu đồng, còn lại là phải trả phí dịch vụ và lãi vay. Qua 7 ngày mà tôi chưa trả được thì lập tức bị phạt 400.000 đồng trên một ngày. Và chỉ sau một tuần, số tiền nợ lên đến hơn 10 triệu đồng. Nhiều con nợ bị dồn đến đường cùng, phải tìm đến cái chết để giải thoát vì vay tiền online để tất toán khoản vay và lãi. Người này tiếp tục vay 20 triệu đồng ở những app khác, nhưng thực tế nhận cũng chỉ được hơn 10 triệu đồng. Khoản nợ ngày càng lớn, sau 2 tháng lên đến 100 triệu đồng. Càng về sau càng tăng, không bao giờ có thể trả nổi. Nhiều con nợ bị dồn đến chân tường, phải tìm đến cái chết để giải thoát. Cuối tháng 3 năm 2020, một nữ công nhân 23 tuổi ở Biên Hòa, Đồng Nai tìm đến cái chết vì tín dụng đen. Để lại thư tuyệt mệnh cho người mẹ già, cô gái cho hay mắc nợ rất nhiều từ hơn 10 app cho vay tiền online. Không có khả năng chi trả nữa, đi vào bước đường cùng. Và cái chết của giảng viên một trường cao đẳng tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 10 tháng 5 năm 2020 do dướng đến vay tiền online khiến mọi người rất bàng hoàng. Chỉ vay có 5 triệu đồng qua app để chi tiêu, đến hạn 7 ngày không trả kịp thì số tiền phạt và tiền lãi liên tục tăng. Sau đó app cho vay này lại giới thiệu các app khác để anh vay tiếp, để trả khoản nợ vay trước. Cứ thế, mấy tháng sau, số tiền vay này tăng lên hơn 200 triệu đồng. Liên tục anh ta bị đe dọa, khủng bố tinh thần và bị bôi nhọ và làm mất uy tín, khiến anh phải tìm đến cái chết để được giải thoát. Vậy vay tiền online là gì? Nó có phải là một dạng tín dụng đen không? Dịch vụ vay tiền online này nhanh, hiện nay rất phổ biến và chủ yếu được thực hiện qua các app điện thoại hoặc website trực tuyến với rất nhiều hình thức quảng bá khác nhau. Để được vay tiền theo hình thức trực tuyến này, người vay cần phải tải các app trên điện thoại hoặc truy cập vào website của đơn vị cho vay. Sau đó họ phải thực hiện đầy đủ các hướng dẫn để mở tài khoản online và hoàn thành các thủ tục cần thiết để hoàn tất hồ sơ. Sau khi hoàn thành hồ sơ, dựa vào những điều kiện mà người vay tiền online có đầy đủ thì bên cho vay sẽ có thể giải ngân cho bạn số tiền mà hệ thống của họ đánh giá. Hình thức cho vay này được xử lý rất nhanh và được thực hiện chủ yếu qua mạng. Hơn nữa, việc giải ngân cũng được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng và kể cả lịch hẹn trả nợ, đều được xử lý trên app hoặc website. Đây chính là đặc điểm vô cùng tiện lợi của vay tiền online, khiến ngày càng có nhiều người hứng thú với hoạt động này. Tuy nhiên, cho dù có túng thiếu đến đâu, chúng ta cũng không nên chọn hình thức vay này, bởi vì nó không giúp ích được gì cho bạn, chỉ làm cho bạn khó khăn thêm mà thôi. Quý vị thân mến, qua nội dung của câu chuyện này, việc vay tiền qua app sẽ để lại hậu quả rất là nghiêm trọng.
Quý vị thân mến, video Sống Đẹp đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào tối đêm mai. Bây giờ xin chào tạm biệt.